Xin chào tất cả các bạn khán giả của kênh Mỹ Thuật Việt. Hôm nay là nhật ký ngày thứ 11. Đang là thời gian là buổi chiều. Chú nhìn hôm nay với anh Anh đã chuyển sang bài ngựa vẽ trước rồi. Lớp thì khả năng là đến sáng mai mới sang bài ngựa. Còn chị Chính thì cũng vẽ xong bài sen, vẽ nốt cái bài đồng quê hôm trước. Cái xóa xương cái chú lấy cái bút can xanh mà xoáy. Còn ra tường thì chú phải lấy chổi sơn mà xoáy nó êm. Bút đuôi công ấy xoáy nó không đều. Vâng, đấy bút đấy xoáy đều hơn, êm hơn. Đâu? Đấy. Đúng rồi đấy, tương đối rồi đấy. Nhưng mà cái chấm ấy, cái chấm trắng là chấm trực tiếp đánh giá cái bài chấm mạnh. Có là hôm nay là xem tiếp và rất tỉnh táo. À. Nó về là lắm vấn đề lắm. Bóng rồi. Không, cái bóng rất tỉnh táo gì? Đúng rồi. Góc này. Anh biết bổ sung mấy lá rồi gì? Bổ sung mấy lá rồi chưa đủ đâu. Làm thế nào nó phải có một cái tàu to thì nó phá được. Hả? Đấy, kể cả sắt như thế nó vẫn đều. Bốn cái đấy đang bằng nhau xong lại khách đều nhau. Vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Dương thêm một vài cái tàu nữa nhỏ nhỏ bên dưới kia này. Bên dưới cái này là giữa kia này. Nó dày lên. Cố đi cho xong. Đấy, lụ phát rồi mà không vẽ ra kìa. Yeah, ở trên cái lá kìa. Phát rồi mẹ. Tô được, tô ngon. Sáng rồi. Bài trong ấy chứ. Đấy, cái gạt đấy là phải gạt cái dài cái ngắn ra mà gạt ở bên chân nước rồi. Nhưng mà cái đấy không được rồi, cái bờ đất em không làm bóng đổ, làm ít quá, nuốn phún thế nhìn không rõ. Ngắn quá, vuốt nó dài dài thì bóng đổ, thực ra nó còn đổ cả trên cái tre, còn có khi còn tới bóng đổ vuốt xanh đen dài dài ra. Đấy, xong là tiếp tục nghiên cứu là vẽ cho nó vẫn còn cái đường như ở cái đường đồi. Đường cái nước đen xong là cái lá sen nó bị hai vết. Làm nào lấp được cái đấy. Thôi mà nước thôi thì xa xa nhòe nhòe xe xoa xương thì thôi thế cũng được. Nhưng mà sau những chuyện gì vuốt dài hơn một tí. Thì bây giờ quay ra chủ yếu là xử lý cái thằng đường viền của cái mép sen đi. Trên đỉnh cái đầm sen ấy. Ôi trời, con chào mào. À, con bói cá nhé. Cá thì cánh to thế. Chỉ càng chở nó càng to ra. Đây được. Để sửa thêm là được cái đường đấy. Thêm một loài lá kiểu nó bong. Nó bong như này này. Nó vẫn phải có những cái trượt để xuống. Thì em phải làm bong một vài miếng nó như này. Đấy thì nó đỡ đường cứng. Cái bài ấy là bài đẹp ấy. Bài của Dương cũng thêm vài cái tàu lá tối ở dưới nữa đi cho nó dày thêm như thưa lắm. Cũng được. Đấy, giọt kia là trong phết là như cái bóng đổ hơi đen. Bóng đổ anh cộng thêm, nói chung là chỉ dùng nguyên xanh ấy thôi nào cũng được. Nguyên xanh 66 thôi nào cũng được. Bóng đổ đấy hơi đậm, trong phết rồi đấy. Giọt kia trong. Đấy, đúng kiểu rồi đấy. Bầm nhìn gì? Hóng chuyện nhanh lắm. Sướng sướng gì cười
lâu lắm mới ra được tiếp xúc văn hóa miền Bắc. Phải ghê. Văn minh hẳn. Ý anh là bảo sao bài của anh là an toàn gì? Hạ cánh an toàn gì? Thế thì New Ban rồi. Đúc qua sau rồi. À, bài của anh có về có việc gia đình nên muộn, hôm nay sáng này mới lên. Giờ mới được thế này. Chắc là hạ cánh an toàn thật. Không theo kịp được các bạn. Quá chuẩn. Bác lớp trưởng thì dạo này là cái tư tưởng nó đang để ấy đâu. Vẽ nó chạch choạc lắm. Thích về bán cà phê đó. Muốn đẹp hơn nhưng mà để lép nhém thế này để cho biết là cái nét vẽ đấy à. À. Họ tưởng chụp đấy. À không, người ta tưởng chụp. Cao thủ. Cao thủ chị ạ. Bác mấy ngày mà nó... Bảo thủ chứ không phải là cao thủ. Ra bác mấy ngày mà sáng dạ hẳn ra. Đây là anh đúng như là cái hình ảnh ở ngoài thực tế. Anh biết anh nói thực tế gì không? Đấy, anh là gọi là nguyên là lớp trưởng. Đấy, về vườn là phải chui xó thôi. Đấy, có được ra ngoài đâu. Đúng không? Được ra ngoài mà bay nhảy ở ngoài đâu. Sao không được ra ngoài thể hiện? Đấy. Bên trước mặt ngay trước cửa đây là lớp trưởng đang đương nhiệm, còn lớp trưởng cũ này phải chui đây này. Hạn chế giao tiếp. Thật thế rồi. Thế thời. Tự nhiên lại phải chui ở đây. Thế không còn chỗ ở ngoài nữa mà vẽ. Đây bài của anh Bàn cũng rất đẹp nhưng anh hơi ít hoa sen một chút. Lá sen vẽ nuột đấy. Nhưng mà cái cầu kia là cầu của cây tre lon này. Cây tre lon. Che chặt rồi mà trôn xuống bao lần vẫn xanh. Mà đóng thành thang cái bốt là bước ra. Thật. Đóng một thang kia không em bước rồi. Cái bước này là phải đi trượt vào để hoa sen thôi. À. Cầu để hoa. Bác người gánh hoa như là phải khổng lồ xong rồi cao kinh. Bác vẽ cầu hơi bị hoắm đấy. Cầu bằng cây tre mà chặt xuống rồi nhưng mà vẫn cứ xanh. Không chịu ngả vàng. Không chịu trắng này. Nó anh vé sen được, mỗi tội là vé chậm thôi vé được. Vé sen đấy là vần luột. Mấy giọt xương thì cái giọt bên kia là hơi tròn, nó không đúng. Đấy, còn giọt đây nhìn được. Vâng. Ai vé hộ? À. Rồi cái nó phải elip như kia mới được. Rồi cái đấy tròn là nhìn không đúng, như kiểu nó cái viên bi. Hơi bẹt. Thực ra giọt xương nó ở trên lá sen nó nhiều hình thù lắm. Nó một cái dạng nó dài ấy cơ. Nó tùy vào cái lá nó nghiêng. Đúng rồi, nó nghiêng hay là nó hình thù hình. Ờ, nó sẽ hình khác nhau, nó có thể dài hoặc méo. Cái nào giống cái nào cũng được. Nhưng đại khái là hình gì hình nó vẫn phải có cái độ bo tròn đều. Vo tròn đều. Đấy, cái gì thế mình phải quan sát thì mình vẽ nó mới thực tế được. Bố vẽ là một góc phải. Ôi ba con đang khiếu vẽ giọt nước đấy. Đấy, hai giọt hơi bị tròn luôn. Hơi bị trong đấy. Anh dịch thì em quay xem nào, nó có trong veo. Ôi, trong lắm, giọt thứ hai trong hơn giọt thứ nhất. Ờ, trong. Rất trong luôn. Rất trong, nhưng mà quan trọng này, cái chấm trắng này phải chấm thật mạnh vào. Chấm trắng này, chấm trắng tinh mà nó dày lên một tí thì nó mới sâu. Đây, Thiết đã lấy cái bút chấm trắng một cái cục vào đấy, cục thật thật nhỏ nhưng mà nó gọn. Chấm cục trắng tinh vào, thì nó sâu hơn đấy. Cái vẹt trắng ấy rất là quan trọng. Đấy, nói có sai đâu. Nó lại ra cho Thiết nó bán ba chỉ kìa. Mấy chữ nhỉ? Lõi cả mông nhỉ. Cố gắng lên, lách đen vào. Lách đen cũng lâu đấy. Lâu. Chuẩn nên là lách đen trước. Lách đen trước vào lá. Bây giờ lách đen lại là rất là vất vả. Vất vả đấy, này
tiếng thôi. Mình hướng dẫn ngay từ đầu bảo rồi là phải lách cái đen trước. Cái bài là mình tiếp thu được. Rồi, anh là làm chuẩn. Từ nọ nay đến nay thì giáo cho. Nó dốc dốc rồi. Có cả nắng đọc đều. Mấy lời thì anh em chuẩn bị xe cho tắm đi nhá. Vẽ đi. Cái quán cháo nòng nó vẽ xong chưa? 4 giờ rồi. Xong 3 đi tắm đi nhá. Của Hiếu thì cái cuống thì đừng có tiếc, cứ đẻ hẳn cả cái cuống đi. Cái cuống cái lúc vẽ nhanh. Nách cái cuống lâu lắm. Nên sau rút kinh nghiệm là phải nách cái tối trước. Xong rồi vẽ cái lá, bây giờ lách vào này còn lách cả cái cuống thì còn chết mệt. Cái cuống thì vạch một phát là được, cái cuống lách là làm gì? Cuống vẽ sau. Nên sau kinh nghiệm là phát được ra cái lá nha, là tô nền xanh đen trước. Xong bắt đầu tô lá. Tô xong lá thì bắt đầu mới vẽ hoa sen. Điện, gần kín rồi đúng không? À kín hết rồi. Thế thì vẽ thêm một vài cái lá trung gian nữa cho nó tương đối dày hình vào. Cái này thưa lắm. Anh phải vẽ thêm các cái lá tối ở bên dưới nhá. Lá tối mà nó kiểu nó bị khuất ở bên dưới, nó bị lấp. Ý là chẳng hạn như là đây sẽ anh vừa vẽ một cái lá chờm đây này. Một nửa cái đây, đây này, nó ở đây. Ý là nó bị các cái lá cái đè lên ở dưới để tạo cảm giác nó dày cái đầm sen. Chứ không thì đây, đầm sen của anh mà 2, 4, 6, 8, 10 cái lá thì chết. Để cho cảm giác cho nó dày vào, ít quá. Bông sen của Tuân hơi cứng đấy. Nhìn tổng thể thì nhìn cũng dày dặn rồi, tổng thể dày dặn nhưng bông sen là nó hơi thô. Béo quá. Khó thì cái bút nó bé vẫn tô được, nhưng mà là tô thì thấy mọi người bảo cứ vờn một bút ấy. Vờn một lúc hai bút thì bao giờ cũng đẹp. Là cái bông sen trong veo luôn. Thực ra cái bông sen là rất dễ vờn. Vừa đủ màu thôi vờn rất đẹp. Đấy thì bây giờ cái bông sen nó cứng, bị các cái viền bên ngoài nó cứng. Ở các cánh nó cứng lắm, nó cứ xếp vào mà nó cứng, không biết cái lá nào trước lá nào sau. Không vẽ được à? Vẽ chưa? Vẽ đi. Vẽ chỗ nào lá toàn nó bóng bóng thì vẽ là tối hết. Lá kia các cái lá chả vẽ được ấy, trong giữa luôn. Đấy, hai cái lá ngửa đi, vẽ vào. Lá sen này không vẽ bồ tát vào. Làm giọt, hai giọt vào. Anh Dũng vẽ mấy giọt rồi? Mình có 2 giọt. Tuyệt đơn ngựa này không làm cách nào để vẽ nhanh. Có cách nhanh. Lấy khuôn tô. Mai cháu chỉ cho cách nhanh, nhưng mà nhanh thì nó chỉ tương đối thôi. Vâng. Thế bình thường chú vẽ bức ngựa này bao nhiêu đâu? Đấy, cái bức nhà nhảy dữ. Bức mà khoảng 3 mét nhỉ? Gần 3. Thế thì ngày rưỡi thì cũng là tương đối rồi. Tốc độ thế là được rồi chứ không nhanh hơn được đâu. Nhanh hơn nữa thì không được. Không nhanh hơn nữa thì xấu lắm.
để sầu nó chưa quay chỗ này, nó bị mất mất đấy, à nó dừng video. Bố cục của anh bước này được hài hòa. Có một cái điều anh lưu ý thì đập cái vết đập của anh vẫn hơi lát. Đấy, vết đập đấy, đặc biệt là đấy, là cái bên đấy còn là bên bếp đấy, lát đấy, thì anh điều chỉnh ở đấy thôi thì anh ngon đấy, là ok đấy. Được bố cục về màu sắc xa gần của anh làm tốt, vết đập hơi bết thôi. Con trâu ấy của chị thì lại hơi to, chị rất hay vẽ hàng khủng. Từ đầu đến từ đầu khóa toàn vẽ hàng khủng. Đầu tiên là cái bài chim là đã chim to dần rồi. Thế đâu? Vẽ lắm rồi ạ. Ôi dồi ôi. Nhưng mà cẩn thận nó gần cái nhà, nó dậy vào cái nhà, đổ nhà đấy. Từ ngay từ đầu đó là Phong là thương hiệu là chuyên gia về chim rồi. Chim học rồi. Hôm qua vẽ sang vịt cũng thế, vịt lại chuyển sang vịt rồi là cũng rất là to. Rất có thể. Thôi cũng cầu mong ông nào đừng có dại. Đừng có dại mua. Mua cái gì? Mua cái bài học. Không như bức của chú Nghìn thì về đa số là bán được hết. Bắt nó chuyển khoản trước. Sang bài này khả năng vẫn chưa xong được, vẫn còn cuống. Đấy, anh vẽ đấy, chỗ đấy dáng cái giọt đấy là nó trượt mất rồi. Anh vẽ một giọt chỗ này này, chỗ này đẹp này. Đấy, nhưng mà vẽ gân vào, gân của anh hơi cứng. Gân bỏ bỏ đi, gân gân ấy xấu quá, gân ấy nó phải sáng ấy cơ. Thiết cho thêm vài người nữa cho nó vui lên. Đây này, thì bên này này cho cái cầu ở đây, cái cầu kiểu hai cây gỗ. Ở trong bức tranh đồng quê là nó có đấy. Bức này sau để đưa về tiền làm. Cho hai cây gỗ vào. Bức nào có hai cây gỗ. Ngàn đô ấy. Để đưa về đình làm tiền làm. Đấy xong là cầu đấy, xong là bên này có một hai đứa trẻ con nữa chứ không thì nó trống quá. Tại vì đây cũng là một bức tranh đồng quê mà. Đấy đúng không, anh vuốt kiểu như thế. Bước của em thì cũng gần xong rồi, còn vài cuống với cả tí gân nữa cũng cơ bản. Anh tưởng làm người hoạt có cách nữa. Làm tường bây giờ tường mới này mà lung sơn anh phải làm. Đã cái này là gì anh đi? Hả? Cái này là gì? Cái này là gì? Cái này là gì? Hả? Bóc à? Bóc khi bóc. Này, nghe xui dại rồi. Thôi mình xin kết thúc cái video nhật ký ngày 11 đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video ngày mai.